Thưa quý vị, chương trình truyền hình Chủ nhật 19 tháng 8 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuyện tình bên đại dương xanh tập 20. 6 giờ phim hoạt hình phim bồ. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ nhịp cầu vàng. 7 giờ 30 phút kịch rối màu của mùa hè. 8 giờ qua hướng dương. 8 giờ 30 phút tạp chí văn nghệ. 11 giờ ca nhạc khúc ca cuộc đời. 12 giờ thời trang và cuộc sống. 12 giờ 30 phút trò chuyện cuối tuần. 13 giờ 15 phút thế giới vui nhộn. 14 giờ kiến thức tiêu dùng vitamin E nào tốt nhất. 14 giờ 30 phút kiến thức dinh dưỡng. 14 giờ 50 phút gia đình A cộng. 15 giờ 10 phút IQ tỏa sáng. 15 giờ 35 phút chung một mái nhà khuyến khích trẻ học hỏi từ môi trường mới. 16 giờ chào tuổi teen. 17 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc được làm hoàng tử tập 23-24. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ tình yêu của mẹ. 19 giờ 30 phút chinh phục thời gian. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chương trình siêu thị may mắn. 21 giờ ký sự Tân Đảo. 21 giờ 10 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam gọi giấc mơ về tập 10. 22 giờ tin trong nước. 22 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam nữ trinh sát đặc nhiệm. 23 giờ 50 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao.